Hello, good job anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Ok, này quá là good job Nami luôn. Nami gửi mình phần quà kênh YouTube 20 ngày sub anh em ạ. Anh em biết sao mình vui không? Tại vì mình đang thiếu một cái copy nè. Một copy Usopp nữa mình lên được Usopp 10 sao anh em ạ. Bởi vì hơi vui ấy. Ok. Thì mình không biết dạo này sao nữa, nhân phẩm mình nó cao lắm anh em. Cái sự kiện trước anh em thấy mình cũng mới có một con Usopp mà giờ mình đã Usopp 10 sao rồi. Quá hay luôn. Ok, cái bảo vật đỏ đặc biệt này cũng rất ngon nha. Ủa, 30 thùng nè, chắc mình chơi được vòng nửa vòng sự kiện. Đợi mốt Nami gửi quà mình chơi tiếp, đúng không? Ok. Chọn con Usopp chắc rồi. Đấy, 10 sao anh em. Anh nông dân lên Usopp 10 sao. Mình thì mới nạp có 20 thôi đó anh em. Nạp 20 lấy con A, tại bữa hổm thiếu một copy A lên 10 sao, cay quá, nạp 20 luôn. Chứ không thôi là giờ chưa nạp luôn á. Đấy, khoảnh khắc thức tỉnh Usopp 10 sao. Đấy, quá ngầu. 1 triệu HP nha. Đừng đùa nha. Mắc luôn. Mình rã một đống food ra luôn á anh em. Mình rã sạch luôn. Cái bao vật đỏ này mình nhắm mắt lại nè. Ra gì anh em? Ý. Ai ra cái này ngon. Cái này ngon nha anh em, sát thương chỉ huy á. Hôm nay nhân phẩm quá này, sừ quá tuyệt vời luôn. Để mình dục cái Gumaco đi, cái này là cái phiên bản cùi của cái màu đỏ hồi nãy anh em. Đấy. Mà chắc mình sẽ đeo cho con khác đi. Tại Marco mình thấy đam nó cũng không bằng mấy con khác đâu. Ok, mình sẽ up nó lên nha. Up lên không biết được như sao nữa. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua bán á, hoặc là nạp Kusu, nạp Quân Huy, Liên Quân, hoặc là nạp Kim Cương, Free Fire á, thì cứ inbox Facebook cho mình nha. Hiện tại mình đang mở lại mấy cái dịch vụ nạp game đó rồi anh em à. Nhưng mà nạp Kusu á, nó không có lời nhiều anh em. Y như là anh em đưa mình nhiều là mình nạp hết nhiều luôn á, không lời được luôn á. Thôi cũng coi là giúp thôi anh em. Mình lấy cái tiếng để mình mua bán dễ hơn thôi, chứ không lời gì đâu anh em à. Ok, thì nạp Usu thì mình chỉ nhận qua mấy cái Momo. Còn thẻ điện thoại thì anh em phải chấp nhận chịu lỗi nha. Chịu lỗi, nó là chịu lỗi thôi chứ không đâu lỗi gì đâu anh em. Tính ra anh em tự đi nạp, tự mua thì nó cũng như mình nạp mà. Nhưng mà mình nạp nhanh hơn. Ok. Ok, không liên thuyên nữa. Up lên được 5 sao, 80% sát thương. Anh em mà anh em thấy cái số Zalo thì cứ inbox cho mình nha. Nhận qua Zalo với Facebook. Ok. Và chắc đeo cho anh Sạn đi. Usopp có cái bao vật này là ổn rồi. Đeo cho anh Sạn đá cho ở đầu. Anh Sạn mà đeo cái bao vật sút vô mấy thằng chỉ huy, sút xoáy nồng mấy thằng Kusan đâu hết. Mình nghĩ mình nên bỏ con Marco đi anh em à. Marco cũng lên sao được, phế quá. Mình nghĩ bây giờ chỉ cho Marco khống chế thôi chứ không đâu chơi được nữa. Đeo tạm cái này. Game tại anh em vô nhận quà nhiều quá nó hơi lag, anh em thông cảm nha. Mình cũng là những hàng vô đầu tiên á, mình vô không kịp luôn chứ. Ủa, xong boss nè. Thế là lại có điểm. Ok, anh Usopp 10 sao quá là nice luôn. Hơi vui chút anh em. Vô mình coi thùng mình. Chắc là quay luôn nha anh em. Quay luôn coi có ra con SS nào không. Ra thì thôi, mốt mình lại chơi tiếp. Mốt mình kiểu gì chưa hết sự kiện này Nami cũng gửi tiếp phần quà 30 ngày sub à. Mạnh dạng dự đoán 30 ngày sub cho anh em là cái gì ta? Sẽ có mạnh NS tờ 2 tỷ chọn, chắc là vậy á. Mình dự đoán thôi, tại vì 5 ngày sub là mạnh NS, 10 ngày sub là mạnh NS hiếm. Còn 20 ngày sub là tự chọn L1. Thì đương nhiên 30 ngày sub là tự chọn L2 rồi. Dự đoán quá là logic hợp lý. Thôi xong rồi anh em à. Lo nó nhảm quay thùng trả ra gì luôn. Xịt luôn rồi kìa. Thôi.
mình chắc là thanh niên mà làm YouTube mà nghèo kim cương nhất ở trên cái YouTube này luôn rồi đó. Thời là mình quá là nghèo rồi chứ. Kim cương mình chưa bao giờ mà mình thấy mình lên được cỡ 10k luôn anh em. Có gì mình chơi hết. Tại vì mình không có cái tính mà gọi là nhẫn nại anh em mà, tích á. Mình ghét tích lắm. Có nhiều chơi hết đi cho đã. Anh em này giống mình không? Mình chơi cho vui thôi mà anh em. Tích làm gì, đua làm gì với mấy ông kia. Mình thấy vui là được. Ông này quýnh mình nè. Ôi mà quýnh ông này nè, nhầm. Ui ui shop đốt độc kìa anh em. Bốc hơi con kia luôn. Shop đốt độc đau quá. Marco đá anh em có thấy kịp không? 44k đam phải nồi. Marco người ta nhảy 400 mấy k. Bởi vì Marco của mình chỉ là khống chế thôi anh em. Được mốt mình bỏ luôn á. Chắc cái clip này cũng ngắn hơn anh em mà. Thôi mình sẽ qua cái cạc mà mình đang bán, mình kiếm thùng mình quay tiếp cho anh em xem nha. Thì mình VK dài dặn xong mình qua mình quay tiếp. Tại clip mới 6 phút mà dừng đâu được, đúng không? Tầm này mình dừng cái gì. Ok anh em đợi mình xíu nha. Ok anh em. Thì không biết sao lúc nãy mình vừa quay clip xong mặt mình thì tự nhiên cái server lag kinh khủng luôn, không ai vào được luôn. Thời luôn mình đi ngủ anh em à. Mình ngủ chừng lúc mình quay clip này là gần 12 giờ đêm nè. Đấy. Đi ngủ dậy mới chơi được game ấy. Thời luôn đó giờ còn lag luôn kìa. Ui ra cái súng phải dập luôn kìa. Đấy, hạt này có 60 thùng. Hai cái tự chọn, chắc xíu mình chọn Sanji quá. Mình muốn nâng Sanji hay là Usopp ta. Ở đây 6 ngày nữa nó reset rồi, mình mua thêm một con SS từ chọn L2 nữa. Mốt Nami cho mình con Zoro free. Cái mình chọn luôn con Zoro, thế là mình có hai con Zoro trong cái tự chọn đó nữa. Theo như mình biết thì 2 tuần sau là Zoro với Luffy sẽ vô cái tự chọn đó nha anh em. Đó là mình nghe ngóng được thôi chứ không chính xác đâu. Đấy, update sản chính sao nè. Ok, khô máu 60 thùng. Usopp thì mình... Ôi, giờ mới để ý cái hạt này mình có tới bao nhiêu? 7 con, 8 con Fuji gì luôn á. Đen thế nhờ. Hạt này mình cũng đang ra quán á, anh em nào muốn mua thì cứ inbox qua Zalo Facebook nha. Ok. Mình trả được cái vẹo gì luôn. Chủ yếu quay cho anh em chơi vui thôi. Ui, Urop. Thợ thanh niên này. Mình quên kiếm anh sạn nữa anh em à. Hồi nãy thì mình có chơi cái hạt được quay có 30 thùng mà được 2 con Sanji anh em à. Khá nhân phẩm luôn. Sanji pha ke, Sanji trước thăm kiếp. Hello, đen thế nhờ. 60 thùng không có gì luôn kìa. Mãi nổi nhân phẩm tôi vứt đi rồi. Đây, cái khúc này mới gọi là hồi hộp nè anh em. Không biết con SS nó ra cái quái gì nữa. Hai minh mẫn hay nhanh. Ồ, hai minh mẫn hay thông minh nè. Để mình kiếm hai con minh mẫn hay thông minh, mình mở lần hai con SS cho anh em xem luôn gió đã. Đúng không? Ui. Thôi mở luôn đi. Lên, Marco quá trời. Marco được. Hình như mình có. Ui vãi nội, có một con. Có hai con Marco rồi anh em. Ui bò hành cốc. Bò hành cốc cũng tạm ổn. Duyệt đứng ra anh Kizaru nha. Thề luôn. Mình ra nhiều Kizaru quái nồi luôn ấy. Ok bây giờ hành trình đi kiếm một con thông minh nè. Thôi chắc mình sẽ skip qua đoạn này nha. Tại nó khá dài á. Ok. Ôi phải chữ anh em mà. Gần 10 phút mới kiếm được con thông minh 3 sao. Thời luôn khó tới nhờ. Nhưng mà kệ đi vẫn kiếm được rồi nha. Ok. Bái thôi Frankie. Ờ mà Frankie chơi được nha anh em. Mình thấy đi với team là đất ổn á. Ui Frankie. Nãy anh em có thấy mình bê cao bằng Frankie không? Cũng khá nha, đừng chê. À này thì mình cái hôm mà nó tặng 150 triệu Bailey á anh em nhớ không? Mình tạo 10 ạ, à, xong mình đem vô mình nâng cái hạng mình lên level 5 luôn. Đấy, thuyền trưởng luôn nha.
1 tỷ 5 Belly là mắc cái nhiệm vụ đó nha anh em, cho anh em là chưa biết. Ok, BK chặn rồi, up clip nha. Gọi lộn đánh bot chứ. Sao lại BK ngáo, BK với bot, ok hợp lý. Ok, bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.